Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1625, một cây kim tròn 180k bao ship toàn quốc luôn. Ở bên này bán quá hữu nghị rồi nha. Cây này 180k nha, tỷ lệ đây nè, cây này sumo lùn nha quý vị. Để tôi cho xem cái tàn này, tại vì nó lùm xùm mình về mình chỉnh sửa lại mình chơi nha. Rồi đây nè, là đầu tiên nhìn cho trà xanh cho kỹ đi nha. Rồi ha, nhìn kỹ rồi ha. Rồi dẹp trà xanh qua bên. Thế bàn tay tôi đây, ngón tay tôi đây nè. Đây nó nè, nó lùn có chút xíu vậy thôi nha, chực lắc luôn rồi nha. Cái tàn này nó bẻ hơi gói, mình về mình chỉnh sửa lại một chút mình chơi. Đây nè. Có 180 mà về tới tay quý vị luôn nha, không tốn đồng nào nữa hết nha. Đó nè. Tôi quay cho coi cận cảnh nó đây nè. Nó lùm xùm với nhánh nhau nó đầy đủ hết trơn rồi. Tôi quay lại bên mặt hậu của nó nè. Thấy mặt hậu nó rất là đẹp không? Đó. Vậy nha. Đó, sumo lùn nha quý vị nè, lùn xịt luôn nè. Đó, nó lùm xùm tôi làm biến tỉa ra. Nay đi công chuyện về tối quá rồi, hốt vô quay đại luôn ha. Bán cho vui, kiếm cho super nó chừng chục thùng. Rồi nha quý vị nè nha, nó có ngọn mồi chơi hết nha. Cái này về anh em nào biết là ta xé ra, ta đánh ra cái tàn là coi ok lắm nha. Thôi tôi làm biến lắm, nhiều tôi làm biến lắm. 180k nha. Ông nào quen thì ship code lại thì chuyển khoản nha. Rồi xuống.